Tử vi tuổi Ngọ 2021, tiền vào túi bất chấp hại thái tuế kim kẹp. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi năm trôi qua là một hành trình mới sẽ được bắt đầu. Cũng bởi có sự thay đổi của các chòm sao, vận số của mỗi người cũng sẽ trải qua những thăng trầm khác biệt. Mỗi một bước đi sẽ là một sự lựa chọn để cuộc đời có thể trở nên tốt đẹp được hay không. Thế nhưng hành trình này lại chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, đặc biệt đó là các chòm sao chiếu mệnh. Thái tuế là một trong số những chòm sao có ảnh hưởng rất lớn đến số mệnh của con người. Chẳng vậy mà bất cứ tuổi nào gặp phải sao này đều có biến cố. Và trong năm 2021 sắp tới, xin được chia buồn với con giáp tuổi Ngọ là một con giáp đen đủi tận mạng. Hạn xung thái tuế 2020 chưa qua, hạn hại thái tuế 2021 lại đến. Vừa tránh được vỏ dưa, lại gặp vỏ dừa, đại hạn triền miên khiến cuộc sống của người tuổi Ngọ vô cùng thăng trầm. Để có thể biết thêm chi tiết vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của những người tuổi Ngọ trong năm 2021 Tân Sửu thì kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quan tử vi tuổi Ngọ 2021. Bước sang năm 2021, người tuổi Ngọ vẫn chưa thể thoát khỏi vòng vây của thái tuế. Dù sức ảnh hưởng của các vị thần lưu niên này đã giảm bớt, song cục diện tương hại vẫn ức chế vận khí, khiến tuổi Ngọ gặp khá nhiều bất lợi ở nhiều phương diện. Công việc khó khăn, áp lực tinh thần lớn hơn trước, bản mệnh liên tục vướng vào rắc rối liên quan đến giấy tờ, thủ tục do hung tinh tử phú tác động. Đồng thời, thương quan mang điểm tiểu nhân, đeo bám, thị phi bủa vây, quan tai khó tránh. Thương trường như chiến trường, cạnh tranh khốc liệt, cơ hội việc làm vốn đã ít, nay lại khó khăn hơn. Cho nên, để hóa giải vận hạn, người tuổi Ngọ hãy mang bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh và từ đó mang lại may mắn, tài lộc, bình an cho bản mệnh. Điểm sáng trong năm chủ yếu nằm ở phương diện tài lộc. Khi có chính tài, chủ về nguồn thu nhập chính, dù có tăng lên nhưng chưa tới mức đột phá, thu nhập chỉ đủ giúp tinh thần vững vàng trước những khó khăn, dồn dập. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, người kinh doanh, buôn bán cũng đạt mức doanh thu mong đợi. Ngoài ra, trong năm bản mệnh còn có tử vi đại cát tinh soi chiếu, mang tới vận quý nhân vượng vận, được người quyền thế giúp sức như thể tìm thấy cầu vồng sau cơn mưa. Miễn là người tuổi Ngọ nỗ lực và kiên trì tới cùng, ngư sự cũng thành được đến 7-8 phần. Sự nghiệp, quan vận. Thứ nhất về công việc, sự nghiệp năm 2021. Dù bản tính của người tuổi Ngọ rất hăng hái, có quyết tâm cao và cũng khá tham vọng trong sự nghiệp, nhưng do ảnh hưởng của cục diện hại thái tuế mà tinh thần ấy ngày càng giảm sút, cảm xúc bất ổn khiến công việc của người tuổi Ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong năm 2021. Cục diện hung hại mang theo điềm báo tiểu nhân quấy phá, lại có thương quan tác động gây chuyện thị phi, bản mệnh mất nhiều thời gian để xử lý việc ngoài luồng, hiệu suất và uy tín giảm sút, con đường thăng tiến vì thế mà lắng trong gai. Bản mệnh đừng vì khó khăn mà nản lòng, sau mỗi cơn mưa lại có cầu vồng. Có thời điểm được nhiều cát tinh hộ chiếu, nhất là tử vi đại cát tinh, tuổi Ngọ nhanh chóng lấy lại được tinh thần, không ngừng học hỏi và mở rộng kiến thức cũng như mối quan hệ xã giao, từ đó tìm được cơ hội mới. Hãy tận dụng nhanh chóng và triệt để, thành công cũng được 7-8 phần. Có điều cần hết sức cẩn trọng khi ký tá giấy tờ, văn bản liên quan đến pháp luật hay lợi ích kinh tế, đề phòng bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Chính vì vậy, để có thể hóa giải vận mệnh, người tuổi Ngọ hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo và vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên,
điện, nhân giúp hóa giải thị phi, xua tiểu nhân, quấy phá và hung tinh trong năm. Từ đó mang lại các lành, các lộc và thuận lợi trong công việc. Đồng thời pháp khí còn chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ bản mệnh phát triển trong năm 2021. Thứ hai về quan vận, lộ trình thăng tiến 2021. Trong năm 2021, hại thái tuế mang đến họa thị phi, tiểu nhân, quan tụ, mối quan hệ xã giao ảm đạm khiến quan vận khó vượng, lộ trình thăng tiến gặp nhiều trở ngại. Mặc dù có thời điểm được tử vi cát tinh mang tới vận quý nhân vượng, có người quyền thế giúp sức, nhưng vì chưa hội đủ thiên thời, địa lợi nên cũng chỉ đạt kết quả khả quan, chưa thực sự kỳ vọng, tài lộc, tiền bạc, khó khăn khách quan, cộng với cục diện hại thái tuế khiến lộ trình, tài lộc của tuổi ngọ gặp không ít trở ngại, khiến áp lực kinh tế ngày càng gia tăng. Tuy nhiên dưới sự hỗ trợ của các thần chính tài cũng như đại cát tinh tử vi, con đường kiếm tiền, làm giàu của người tuổi ngọ tuy có vất vả và căng thẳng, nhưng đổi lại sẽ được đền đáp tương xứng. Tuổi ngọ làm bao nhiêu, thưởng bấy nhiêu, ít hoạch tài, bất ngờ, không may, nhiều may mắn, bản mệnh tự làm tự ăn, không trông chờ vào vận may rủi. Cho nên trong năm 2021, nguồn thu nhập chính có xu hướng tăng, các nguồn thu phụ cũng có, nhưng không nhiều. Những người làm công ăn lương vẫn có cơ hội tăng lương, bất chấp những tác động khách quan của thị trường. Người kinh doanh buôn bán, nhất là liên quan đến lĩnh vực thiết kế như dược phẩm, thực phẩm, đi lại, thu về, không ít lợi nhuận. Một số hạng mục liên quan đến bán đất nông sản và đầu tư chứng khoán cũng sinh lời tốt. Quan trọng là phải chọn đúng thời điểm. Để có thể kích tài lộc và vận may mắn trong năm 2021, thầy Gia Cát khuyên người tuổi ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp tăng cường vận khí và nghênh đón quý nhân tương trợ bản mệnh trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. 4. Tình duyên, gia đạo. Năm Tân Sửu chịu tác động của hại thái tuế, chuyện tình cảm của tuổi ngọ cũng lâu lắm rồi, phiền muộn gia đạo có điều bất ổn, khoảng cách giữa hai thế hệ trong gia đình có sự xung đột khá mạnh, chủ yếu do tuổi ngọ không kiểm soát được cảm xúc, là người khai mào cho những trận anh xuân, cho những trận tranh luận hay cãi vã. Nếu tự chủ được, gia đạo sẽ sống được bình an, các cặp đôi nảy sinh bất hòa vì cái tôi quá lớn. Thậm chí, giai đoạn mặn nồng cũng sinh ra giận hờn, cãi vã, coi chừng già néo đứt dây, khó mà tiến tới hôn nhân, hạnh phúc. Người độc thân vận dụng được hàm trì, đó hoa tinh hỗ trợ, trong năm Tân Sửu sẽ có rất nhiều theo tuổi, nhưng đa phần là đào hoa kiếp, mang tới thị phi, gây khổ nhọc về tinh thần, thậm chí chuyện đau buồn, vết thương, lòng ngày càng tăng. Vậy nên, để cải vận tình duyên thì người tuổi ngọ hãy sử dụng vòng tay phong thủy, tam giáp khai vận, dần, ngọ, tuất. Vòng sẽ giúp kích hoạt vận đào hoa của bản mệnh, từ đó có thể hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, gia đạo yên ấm, người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng. Về sức khỏe, năm 2021, Tân Sửu đến cũng là lúc mà người tuổi ngọ phát sinh khá nhiều vấn đề, sức khỏe ốm đau tăng dần, thậm chí đối với những người cao tuổi sẽ bị đột quỵ, nguy hiểm tính mạng. Đồng thời, dưới sự tác động của thái tuế 2021 và tử phù tinh, bản mệnh cần đi đứng cẩn thận, nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, kẻo dễ bị va quẹt xe cộ, nhẹ thì chảy máu, nặng thì động chạm đến dao kéo hoặc gặp hạn sát thân. Ngoài ra, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí bát bảo tâm kinh, vòng tay sẽ giúp bản mệnh tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ cho bảo vệ cho bản mệnh. Khi mang theo pháp khí bên mình cũng giống như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Tử vi tuổi Tỵ năm 2021 cho từng tuổi. Thứ nhất, tử vi 2021 tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954, gia Trung Kim. Người tuổi Giáp Ngọ bước sang năm Tân Sửu 2021 gặp phải cục diện tương hại. 2022, vận trình gặp không ít bất lợi, nhất là vấn đề tài chính. Trong làm việc, theo kế hoạch, tránh tình trạng tùy hứng hoặc ham vui khiến chi vượt thu, tài sản hao tổn, gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý và sức khỏe của mọi người. Ai đi làm vẫn chắc năng lực, cắm vẫn giúp người tuổi Giáp Ngọ ăn ngon, gặt hái được thành quả nhất định, sẽ chủ động bán 30 tỷ về tài chính, phải sự dẫm vào con cái. Thứ hai, tử vi tuổi 2021 tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, Thiên Hà Thủy. Trong những năm Tân Sửu, người tuổi Bính Ngọ giáng sinh 1966 phạm phải cục diện hại thái tuế. Thiên can Tân Kim bị can Bính Hỏa khắc chế, tạo thành họa kiếp tài,
điềm báo tài vận suy giảm. Vốn dĩ trong năm 2021, tuổi Bính Ngọ sẽ có một số vài cơ hội làm giàu, tăng thêm thu nhập, nhưng rồi lại đối mặt với họa phá tài vì bạn bè, họ hàng, thậm chí có lúc còn là vì chiều theo nhu cầu của bản thân mà chỉ tùy tiêu tùy hứng, đến tiền trong tài khoản vơi đi là điều dương nhiên. Mệnh cũng rất dễ, văn hóa, thị phi. Trong năm nay, sức khỏe cũng có vấn đề, chớ nên chủ quan. Thứ ba, tử vi 2021 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, thiên thượng hỏa. Dù chịu tác động không nhỏ từ cục diện tương hại thái tuế, mậu thổ tương sinh tân kim tạo thành thực thần sinh tài, tốt cho việc kinh doanh, làm giàu. Hơn nữa, trong năm, tuổi Mậu Ngọ còn được khá nhiều người biết đến, hộ chiếu, bản mệnh vẫn có cơ quan, phát triển, năng lực, bản thân, cải thiện, hiệu suất làm việc. Quan trọng là sẽ biết tận dụng thời điểm có sẵn. Có điều, công việc không mấy thuận lợi, bản mệnh dễ nóng giận, bất ổn và tinh thần mắc sai lầm nghiêm trọng. Sự tồn tại, hợp đồng, sức khỏe, tâm lý. Thứ tư, tử vi 2021 tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, lộ bàng thổ. Đối với người tuổi Canh Ngọ, cục diện hại thái tuế khiến bản mệnh bất ổn về cảm xúc hoặc thiếu chủ quan lơ là sẽ xảy ra, dễ tranh chấp với những người trắc trở, thậm chí đôi khi vì quá tham cái lợi trước mắt mà liều lĩnh dẫn tới họ phá tài. Sức khỏe vì thế cũng có nhiều điểm bất ổn, cần phải đề phòng. Thứ năm, tử vi 2021 tuổi Nhâm Ngọ sinh năm 2002, xương liễu mộc. Nhìn chung, vận trình năm 2021 của người tuổi Nhâm Ngọ khá bình ổn, nó không có điều gì quá lo ngại. Tuy nhiên, cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bản thân con giáp khá nhanh nhẹn và biết suy tư nên có thể tìm ra những phương pháp học giúp cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều, cục diện tương hại mang tiểu điềm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa nên tuổi Nhâm Ngọ làm gì cũng không được chủ quan, nhất là tránh tình trạng ngựa non háu đá. Ngoài ra, cần chú ý vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kéo ảnh. Thường ảnh xấu nhất ở những nơi uy tín, cha mẹ. Rồi vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Thìn. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Chúng tôi rất vui lòng khi được phục vụ quý anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.